Các bạn thân mến, vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của mình tại Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5. Trước đó có nhiều tin đồn cho là Tổng thống Nga có thể sẽ ghé thăm Việt Nam trước khi bay trở về Moscow. Nhưng rồi cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Nó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc về quyết định này của ông Putin khi Việt Nam được xem như là người anh em thân thiết của nước Nga. Từ đây, nhiều giả thuyết đã được đưa ra về lý do mà nhà lãnh đạo này hoãn chuyến thăm Việt Nam của mình. Đáng chú ý nhất là ý kiến cho rằng chính sự bất ổn của đất nước hình chữ S hiện nay đã cản bước chân của người đứng đầu nước Nga vĩ đại. Bởi vì Hà Nội bận đấu đá lẫn nhau, nên ông Putin cảm thấy không an toàn và cũng rất không hay nếu mình đến Việt Nam lúc này. Liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cùng với một bài viết được đăng tải trên trang mạng quốc tế khá có tiếng. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, một trang tin quốc tế khá có tiếng đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề đáng chú ý là Tổng thống Nga Putin hoãn chuyến đi Việt Nam do xáo trộn chính trị ở Hà Nội. Nó có nội dung như sau. Hôm qua ngày 17 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Trước chuyến đi này đã có thông tin lan truyền là ông Putin có thể sẽ ghé thăm Việt Nam trước khi bay trở về Moscow. Nhưng rốt cuộc, chuyến đi Hà Nội của Tổng thống Nga đã không diễn ra. Nguyên nhân có thể là do thượng tầng lãnh đạo của Việt Nam đang gặp nhiều xáo trộn sau khi một loạt ủy viên Bộ Chính trị bị buộc phải từ chức. Trả lời các phóng viên Việt Nam hôm 15 tháng 5, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bedeko cho biết chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ diễn ra trong tương lai gần, nhưng hiện tại chưa thể thông báo về thời điểm chính xác. Thật ra Tổng thống Nga không thể đến thăm Việt Nam trong lúc này, bởi vì không có ai đảm nhiệm chức vụ tương đương tại Việt Nam để đón tiếp ông. Bởi chiếc ghế chủ tịch nước của Việt Nam vẫn bị để trống sau khi ông Võ Văn Thưởng buộc phải từ chức vào ngày 20 tháng 3 do bị xem là đã có những vi phạm khuyết điểm. Tổng cộng đã có 6 ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức với lý do tương tự. Gần đây nhất là bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng vừa xin thôi giữ các chức vụ hôm 16 tháng 5. Đúng vào ngày Tổng thống Putin bắt đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc. Trước đó trong tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã buộc phải từ chức. Phải đợi đến tuần sau, Quốc hội Việt Nam mới chính thức bầu chọn tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội. Mới đây, trang mạng thuộc Đài Phát thanh Quốc tế của Đức Deutsche Welle DW đã trích lời nhà phân tích Iron Story, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore rằng khi xáo trộn chính trị ở Hà Nội vẫn tiếp diễn, Tổng thống Putin không thể nào lên kế hoạch cho chuyến thăm Việt Nam của mình. Vâng, theo thông tin từ Ban Đối ngoại Trung ương hôm 26 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng Bí thư cũng chúc mừng ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030 và trân trọng mời Tổng thống Nga sớm thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 2 tháng 5 ở Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bedeko nhắc lại thông tin Tổng thống Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm cấp cao vào tháng 3. Ông Bedeko lúc đó nhấn mạnh rằng thời gian cụ thể cho chuyến thăm chưa được ấn định, nhưng nó có thể sẽ diễn ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7 tháng 5. Nhưng rồi đến tận ngày hôm nay, ông Putin vẫn chưa đến nước bạn như những gì được dự tính trước sự rời đi của hàng loạt các quan chức cấp cao tại Việt Nam vừa rồi. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, hết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, rồi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và mới đây nhất là Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phải từ chức. Lý do được đưa ra là vì các vị quan chức này đã vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Với lý do mập mờ nêu trên, nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam đang xảy ra một cuộc đấu đá nội bộ, một mất một còn. Bởi vì khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến về hưu vào năm 2026, Đảng sẽ phải tìm ra người kế nhiệm ông. Vậy nên những ứng cử viên tiềm năng đang tìm cách triệt hạ đối thủ và phe phái khác để đảm bảo các vị trí hàng đầu cho chính đồng minh của mình. Tuy nhiên, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng bác bỏ luận điệu xuyên tạc ấy. Ông nhấn mạnh rằng công tác phòng chống tham nhũng đang được triển khai tại Việt Nam nhằm mục đích làm trong sạch đảng, chứ không phải là nội bộ đánh nhau hay là phe nọ đánh phe kia để tranh giành quyền lực về tay mình. Ông Trọng cũng nêu rõ rằng việc cán bộ cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực và sống hư hỏng đã làm cho đảng mất uy tín, làm cho nhà nước đánh mất niềm tin của nhân dân. Vậy nên việc mạnh tay bài trừ tham nhũng và tạo ra những cơ chế răn đe cán bộ tha hóa là điều cần thiết ở thời điểm này. Theo đó, từ cấp trung ương đến cấp địa phương ở khắp các tỉnh thành đã thành lập xong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh,
nó đã được triển khai đồng loạt nhằm mục đích hiện thực hóa mục tiêu toàn dân và tất cả các cấp cùng chống tham nhũng tiêu cực. Nếu nói như những gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, thì tại Việt Nam không hề có đấu đá nội bộ. Sở dĩ hàng loạt những người đứng đầu chính phủ xin từ chức là vì tay đã nhúng chàm và được khuyến khích nên rút lui khỏi vị trí lãnh đạo của mình một cách êm đẹp. Đây được xem như là sự nhân đạo, nhân ái, nhân tình mà Đảng và Nhà nước dành cho các cá nhân vi phạm quy định nhưng có đóng góp lớn cho nước nhà. Nó cũng đồng nghĩa rằng sự trì hoãn của ông Putin không xuất phát từ cuộc đấu đá nội bộ ở Việt Nam mà xuất phát từ sự bất tiện của ông lẫn của Việt Nam nếu ghé thăm đất nước hình chữ S lúc này. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì giống như trang tin quốc tế bên trên đã nói, nếu ông Putin đến Việt Nam khi mà chiếc ghế chủ tịch nước còn trống thì sẽ chẳng có nhà lãnh đạo đồng cấp nào đón tiếp ông. Đây được xem như là một điều tối kỵ trong nghi thức đón chào nguyên thủ quốc gia của một nước. Vậy nên để nước bạn không mang tai mang tiếng thì tốt nhất là ông Putin không nên đến Việt Nam lúc này. Mặt khác, ông Putin cũng hiểu rõ rằng chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đang đi đến giai đoạn cao trào với sự từ chức của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao. Điều này khiến cho Đảng và Nhà nước Việt Nam phải gấp rút chuẩn bị công tác hội họp để chọn ra người tài đức đảm nhận các vị trí chống hiện giờ. Nó khiến cho đất nước hình chữ S trở nên bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Vậy nên Việt Nam sẽ không còn tâm trí để đón tiếp nguyên thủ nước bạn một cách vui vẻ, niềm nở và chu đáo nhất có thể. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà hồi tháng 3 năm 2024, Việt Nam đã phải hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan vì lý do nội bộ khi những tin đồn về việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp ra đi được lan truyền âm ỉ. Vậy nên có thể nói việc ông Putin hoãn chuyến thăm Việt Nam cho thấy được sự tinh tế của nhà lãnh đạo này trong cách ngoại giao cũng như cách cư xử với nước bạn, chứ không phải là do ông Putin ngại đến thăm một Việt Nam đang đấu đá nội bộ để tránh ảnh hưởng mình như những gì được đồn đoán. Có thể ông Putin sẽ sang thăm bạn bè trong không khí vui vẻ hơn khi tình hình Việt Nam trở nên ổn định hơn cùng với tân chủ tịch nước Tô Lâm vừa mới đắc nhiệm. Và chuyến thăm này cũng sẽ nhanh đến thôi khi mà mới đây nhiều nguồn tin uy tín cho biết Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị công tác đón tiếp Tổng thống Putin trong tương lai gần. Như vậy, lý do Tổng thống Nga Putin chưa đến Việt Nam sau chuyến thăm Trung Quốc của mình ít nhiều đã ngã ngũ. Chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi chính phủ Việt Nam thêm thời gian nữa để nước nhà có thể đón tiếp ông Putin một cách long trọng, thân tình sau khi chiến dịch bài trừ tham nhũng được hoàn thành. Cuộc chiến tranh ở Ukraine bước vào năm thứ 3 và đã cho chúng ta thấy một cuộc chiến dài hơi tốn kém đến như thế nào. Ukraine có cả tập thể Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, chi viện vẫn kêu ca thiếu thốn đủ đường. Vậy mà một mình Nga có thể trụ lại tới tận bây giờ với cường độ tấn công không hề giảm đi, cho thấy năng lực của một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, bất chấp nước này bị bao vây cấm vận toàn diện. Trước sự bền bỉ đó, đã có không ít lời tố cáo cho rằng một số quốc gia đã cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Nga để duy trì cuộc chiến, và Việt Nam chúng ta dĩ nhiên dễ dàng bị đưa vào tầm ngắm. Trong suốt hơn 2 năm chiến sự, có không ít bài báo nước ngoài đề cập tới việc Việt Nam có đi đêm với Nga, cung cấp những linh kiện vũ khí cho quốc gia này bất chấp lệnh cấm vận. Mới đây nhất là một bài viết trên tờ Moscow Times với tựa đề: trong 2 năm chiến tranh, nhà sản xuất Su-30 của Nga đã mua lại thiết bị quân sự trị giá gần 500 triệu đô la từ nước ngoài. Trang tin này tố cáo một số quốc gia ở châu Á và châu Phi liên kết ngầm với chính quyền Moscow bán lại linh kiện tiêm kích Su-30 trước đây được chính Nga cung cấp, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đã thu về khoảng 63 triệu đô la, theo như những tính toán của họ. Cụ thể, tờ báo viết, nhà sản xuất máy bay Airbus vào năm 2022-2023 đã mua lại từ các đối tác nước ngoài trước đây số thiết bị quân sự trị giá gần nửa tỷ đô. Moscow Times phát hiện ra điều này sau khi phân tích dữ liệu từ thống kê Hải quân Nga. Những giao dịch như vậy bắt đầu từ năm 2021 và trong 3 năm qua, tổng số tiền của chúng đã vượt quá 900 triệu đô. Airbus vào mùa hè năm ngoái được đổi tên thành Yakovlev và là một phần của tập đoàn máy bay thống nhất Nga Rostec. Họ đảm nhận vai trò sản xuất máy bay chiến đấu đa năng Su-30 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, cũng như là các máy bay dân dụng khác phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, tập đoàn Airbus và các công ty con của họ đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ. Ngày 6 tháng 10 năm 2022, Airbus tiếp tục bị EU trừng phạt vì sản xuất máy bay chiến đấu cho lực lượng vũ trang Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vậy, bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Airbus thời điểm này sẽ bị lên án. Máy bay quân sự chính của Airbus là tiêm kích Su-30, được sử dụng rất nhiều trong cuộc chiến ở Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết loại máy bay loại này hỗ trợ cho trực thăng quân sự, máy bay ném bom và máy bay tấn công trong các cuộc không kích.
Theo Military Balance, tính đến năm 2024, Nga có 124 máy bay chiến đấu Su-30 với nhiều biến thể khác nhau. Theo ước tính của Oryx, tính đến đầu năm 2024, Nga đã mất 11 máy bay loại này ở Ukraine. Tổng cộng kể từ đầu cuộc chiến, nước này đã mất hơn 70 máy bay quân sự. Đỉnh điểm của việc Iker mua lại thiết bị quân sự ở nước ngoài xảy ra vào năm 2021, khi mà họ chi 581 triệu đô la cho những thương vụ ngầm. Năm 2022, Iker tiếp tục nhập khẩu thêm tới 322,3 triệu đô la linh kiện và năm 2023, 95,1 triệu đô la. Tổng con số đã lên đến gần 1 tỷ đô la trong vòng 3 năm chiến sự. Hầu hết các linh kiện mua lại được sử dụng trong sản xuất máy bay quân sự, thiết bị radar và bộ điều khiển lập trình. Tên cụ thể của hầu hết hàng hóa đều bị ẩn trong các tờ kê khai. Chúng chỉ được liệt kê dưới dạng thiết bị quân sự. Chuyên gia quân sự David Sharp nói với tờ Moscow Times rằng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga có khả năng sản xuất các máy bay như Su-30, Su-34 và Su-35 tương đối chậm. Ông nói thêm rằng quá trình này cần có thời gian, nguồn vốn lớn và có thể bị cản trở bởi nhiều nút thắt của các thành phần quan trọng vì các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nhằm cắt đứt nguồn cung cấp từ ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Bởi vậy, cách duy nhất để Nga duy trì số máy bay hiện có ở Ukraine là mua lại thiết bị linh kiện đã từng cấp cho các đối tác nước ngoài của họ. Ngoài Iker, nhà sản xuất tên lửa NPO Marshall Choyenia và tổ hợp đo lường tự động NPP cũng đã mua lại thiết bị của riêng họ, với các giao dịch lên tới hơn 1 tỷ đô la kể từ năm 2021. Bên bán là các quốc gia châu Á và châu Phi trước đây đã tích cực mua vũ khí từ Nga, gồm có Bangladesh 352 triệu đô, Algeria 255 triệu đô, Myanmar 150 triệu đô, Việt Nam 63 triệu đô, Lào 89 triệu đô và Malaysia 14 triệu đô. Trong năm 2013 đến 2016, Rosoboro Export đã cung cấp trực thăng Mi-17, máy bay huấn luyện chiến đấu Jak-130 và xe bọc thép cho Bangladesh. Năm 2018, hợp đồng cung cấp trực thăng Mi-171SH cũng được ký kết. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, Cypri, Algeria và Việt Nam là những nhà nhập khẩu chính thiết bị quân sự của Nga trong những năm gần đây. Từ năm 1991 đến năm 2016, Algeria đã mua số vũ khí trị giá khoảng 10 tỷ đô từ Nga. Việt Nam Nga cũng đã cung cấp những hàng nóng tương tự cho Myanmar giai đoạn này. Moscow Times kết luận đây là những giao dịch đáng xấu hổ của chính quyền Nga vì bạn phải trả một cái giá cao hơn để mua lại chính những thứ mà mình đã bán đi. Cùng một số điều khoản khác, điều này cho thấy nền công nghiệp quốc phòng Nga đang gặp vấn đề rất lớn. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Moscow Times mới đây. Những lời lẽ mà tờ báo đưa ra khá đau to búa lớn, nhưng mình khẳng định là chúng không hề ảnh hưởng gì tới Việt Nam chúng ta hết. Vì đơn giản tờ Moscow Times không phải là một tờ báo chính thống của nước Nga, mặc dù có cái tên của thủ đô Liên bang Nga, nhưng thực tế là tờ Moscow Times được đặt trụ sở ở nước ngoài và họ thường có các bài viết liên án chính phủ Nga. Độ tin cậy của tờ báo này thì cũng tương tự như là BBC hay là VOA thường lên án chính quyền nước ta vậy. Với thái độ thù địch vốn có với chính quyền thì những thông tin mà tờ báo này đưa ra không đáng tin cậy. Ví dụ như trong bài viết này, họ nói là trích dẫn báo cáo của Hải quân Nga, nhưng lại chẳng có lấy một bức ảnh chụp hay số liệu cụ thể, mà chỉ đơn giản là nói cho có vậy thôi. Năm ngoái, tờ Nikkei cũng đã từng tố cáo các nước bán linh kiện xe tăng cho Nga, trong đó có Việt Nam, nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đấy. Chả có bằng chứng nào để đưa ra kết luận như vậy cả. Chúng chỉ được liệt vào dạng nghi ngờ hoặc thông tin không chính thức mà thôi. Xét trên lập trường quan điểm của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine thì việc chúng ta đi đêm với các nước tham chiến là điều không thể. Chúng ta đã nhiều lần khẳng định điều này trước quốc tế trong những cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc và cả bằng hành động thực tế của mình. Kể cả Nga có lên tiếng, ngỏ ý muốn mua lại một số phụ tùng vũ khí cũ đi chăng nữa, thì Việt Nam cũng sẽ kiên quyết từ chối mà thôi. Quan điểm lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga-Ukraine là rất khách quan và rõ ràng. Đó là Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có việc không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Như vậy có thể thấy rằng, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kêu gọi chấm dứt hành động sử dụng vũ lực, nối lại, đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ phát ngôn hay hành động nào của Việt Nam đề cập đến việc ủng hộ việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Xung đột giữa Nga và Ukraine và Việt Nam cũng không thiên vị.
hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine. Bởi vậy, việc gửi vũ khí cho Nga, kể cả chỉ là linh kiện nhỏ, cũng là điều không thể. Huống hồ là chi con số mà tờ Moscow Times đưa ra là tới 63 triệu đô la, thì lại càng khó tin hơn. Kể cả Nga hay Ukraine yêu cầu, chúng ta sẽ không gửi dù chỉ một viên đạn sang chiến trường này. Đó không khác gì là hành động đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc chiến càng thêm căng thẳng và người người nhà nhà lầm than. Những gì chúng ta có thể làm trong cuộc xung đột này là kêu gọi đàm phán và gửi hàng viện trợ nhân đạo mà thôi. Và nếu cân nhắc mối quan hệ giữa Việt Nam với các cường quốc hiện nay, thì thông tin tờ Moscow Times đưa ra lại càng bị bẻ gãy. Nga là đối tác quan trọng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhưng Mỹ và Liên minh châu Âu cũng là các đối tác thương mại kinh tế rất quan trọng đối với Việt Nam. Ngoài mua vũ khí của Nga, chúng ta cũng đang sử dụng nhiều hệ vũ khí từ Mỹ và phương Tây, bao gồm các tổ hợp vũ khí chủ lực. Gần đây còn có những thông tin chúng ta đang đàm phán để mua lại các sản phẩm quốc phòng tiên tiến của Mỹ và đồng minh của nước này nữa. Bởi vậy, việc ngả theo Nga trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến những điều này đổ vỡ. Hiện nay, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. Trong chính sách đối ngoại đa phương đó, Việt Nam luôn khẳng định cả Nga và Ukraine đều là đối tác quan trọng, là bạn bè truyền thống, lâu đời, và Việt Nam luôn coi trọng duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại một cách bình đẳng, trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển, phấn đấu vì một thế giới hòa bình ổn định. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Việt Nam đã phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến, đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Là một đất nước phải chịu nhiều nỗi đau, mất mát do chiến tranh. Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam luôn thấu hiểu và trân trọng giá trị của nền hòa bình, độc lập, tự do. Để có được nền hòa bình, độc lập, tự do như ngày nay, dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng cả xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Nên Việt Nam luôn trân quý và mong muốn duy trì một thế giới hòa bình, hợp tác, ổn định, phát triển. Và cũng chính vì vậy, như một lẽ tự nhiên, Việt Nam được quốc tế coi là biểu tượng của đất nước vì hòa bình, một đối tác vì hòa bình bền vững. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn mong muốn xây dựng một môi trường hòa bình, hiểu biết, đoàn kết và yêu thương nhau, cùng xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp. Việt Nam luôn thẳng thắn, chân thành trong quan hệ quốc tế, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia, dân tộc với trách nhiệm, nghĩa vụ quốc tế.